Thế thì có thể là không hay. Nhớ nghề giáo, kỷ niệm 10 năm trong trại. Đã xa giáo án 10 năm, mấy năm biến vấn tôi cầm trên tay. Từ ngày tạm biệt nghề thầy, bước càng giọng nói đỡ gầy sáng. Cũng thôi khó xử những khi gặp trò xinh đẹp mà đi lại xoài. Từ ngày thôi chức giáo làng kiêng dè thì vẫn mở mang được điều. Gặp ai thầy thích thì yêu, chẳng cần giấu giếm những điều khó nghe. Khi vui thoải mái cùng đi, khi buồn bức xúc sợ gì không vắng. Đã rời cục giảng 10 năm, buồn vui nghề giáo âm thầm mang theo. Bây giờ dù chưa hết nghèo, đến đâu cũng nhận thật nhiều tình ấm. Học trò mái tóc hoa râm, gặp thầy chạy ôm trầm réo vui. Mắt nheo sờ chán một hồi, có người quên mặt, có người quên tên. Mấy cô trò cũng thì thế, thầy trông vẫn thế, chúng em cũng xì. Hẳn thầy có ý quyết gì mà sao ngày thấy lờ đi hạ thầy. Mỗi năm cứ đến dịp này, trong tôi lại gọi ôi thầy xưa, tức là